Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu, quyển 2. Bà nói sau một lúc lâu im lặng, nhưng đâu phải chăng là điều mà bà bạn của ngài phải báo lại cho tiểu thư Dantan? Esperance nhìn bà với một biểu hiện pho mặt rộng lượng cảm động. Khi người ta có hạnh phúc, chàng nói, sở hữu một cô bạn thông tệ tế nhị như bà, người ta sẽ không đọc từng chữ những điều mà người đó phải làm. Người ta tin tẩy vào trí tuệ và con tim của người đó. Leonora siết chặt hai bàn tay của chàng trai và rời xa và thì thầm với một nỗi đau đớn u ám. Đó là cách mà mình muốn được yêu. Ồ, nhưng cô gái kia chắc là hoàn hảo. Một phụ nữ xứng với Speranza. Mình hiểu là Andres nổi ghen và tìm cách biết được cô ta. Cô ta cứ tìm về phía cô ta. Mình sẽ tìm về phía mình. Phải, mình sẽ tìm được. Mình cho thời hạn 8 ngày để biết tên của người phụ nữ này. Chương 27. Ulysses và Diomed. Ngay sau khi Leonora ra đi, Esperance lại vui vào những suy nghĩ buồn bã đã tấn công chàng. Từ đầu buổi nói chuyện, nguy hiểm sẽ rất lớn, chàng nghĩ. Nếu mình có với Gabriel, một trong những mối tình tầm thường sẽ bị tiết lộ mà không ngờ với những bằng chứng về vật chất, và giống như những người lính lạc đường, luôn để bị cuốn đi trên chiến trường vài mảnh vụn trong hành lý. Nhưng giữa chúng mình, làm sao phát hiện những gì ẩn sâu trong đáy tim? Andres nào sẽ thu thập được những hơi thở dài của mình để dâng cho Henri đệ tứ? Leonora nào sẽ nắm được những mảnh bằng chứng chắc chắn trên môi của Gabriel và nụ cười nàng gửi cho mình và cái hôn không nắm bắt được từ tâm hồn nàng đến tâm hồn mình? Không bao giờ có một lá thư, không bao giờ có một cuộc hẹn hò nguy hại, không có sứ giả nào mang những tiết lộ nặng nề mà các tình lang bình thường sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã. Mình thích các kẻ thù của mình có thể hại được mình hay hại Gabriel với những gì mà mình cung cấp cho họ. Thế đấy, chàng nói thêm như một niềm vui mang mát. Đó là lợi ích của niềm tận tụy hào hiệp, và hiếm người nào hiểu chúng đủ để nhận ra và lần theo dấu vết của chúng. Không ai có thể xúc phạm chúng và giấy bẩn chúng trên đỉnh cao mà chúng dương lên. Nào nào, không phải là lòng căm thù của tiểu thư Dantan, cũng không phải là đam mê của Leonora có thể ngăn cản mình ngủ yên khi mọi người sắp ra đi, khi mình còn lại một mình, và mình có thể dâng trọn vẹn cho Gabriel và thách họ đoán được tên nàng trong những nếp gấp không sao lẻn vào được trong trái tim mình. Khi nói vậy, Esperance đã gặp lại các nhóm và khách khứa. Họ đã chuẩn bị ra đi. Những cảnh trống trải đã tạo thành trong các điệu country, âm nhạc tắt ngấm, những cây nến cuối cùng lung lay trước hơi mát của buổi sáng, lật ngửa và tắt dần. Điều mà Esperance mong mỏi đã tới, chàng chỉ còn lại một mình. Tuy nhiên chàng đã không nói từ giã với hai người bạn, chắc đã đi như những người khác. Và khi người tổng quản gia đến để hỏi lãnh chúa liệu có hài lòng về lễ hội không, Esperance sau khi khen ngợi anh ta, hỏi thăm giờ mà ông Crillon rút lui. Thưa đức ông, tổng quản gia nói, cách đây khoảng 2 giờ, ông Crillon thấy mệt với những tiếng ồn và động tác của các vũ công. Ông ấy nặng đầu và hỏi mượn tôi chìa khóa của văn phòng lớn của đức ông, chắc ông ấy vẫn còn ở đó. Hãy mở cửa cho ta, Esperance đáp. Tổng quản gia vâng lời. Lúc đó người ta thấy Crillon nằm dài trên một chiếc ghế bành lớn và ngủ ngon lành như nằm trên giường, sau khi chính ông đã thực hiện hết các vũ điệu chung của các vũ công. Esperance tránh không gián đoạn giấc ngủ thiêng liêng này. Nét thanh tĩnh cao quý, nhiều nét yên tĩnh như giáo đường trên vần trán của hiệp sĩ dũng cảm. Chàng nhẹ nhàng đẩy cửa và để ông nằm trên ghế bành. Còn Ponty, chàng hỏi quản gia, cậu ấy giải trí có vui không? Ồ có, thưa đức ông, ít ra tôi thấy vậy. Cậu ấy rút lui đâu rồi? Nhà cậu ấy hay doanh trại vệ binh? Không, thưa đức ông, không, không xa lắm. Gần đây thôi, trái lại. Esperance đưa mắt tìm trong gian phòng. Tổng quản gia mỉm cười với vẻ châm biếm, nhấc một trong những góc khăn bàn. Dưới đó Esperance thấy hai bàn chân mà cách trang trí cường độ như hề, màu đỏ lửa, chàng nhận ra ngay là chân của anh bạn. Không thể nén được một tràng cười, chàng kéo hai chân bạn và lôi cái thân hình đang cô chông lại và cào nhào những lời chửi rủa người đã quay rối sự nghỉ ngơi của mình. Esperance dựng cái say rượu dậy và đặt anh ta ngồi sau khi quở mắng thẳng thừng. Ponty mở một con mắt buồn bã và lắp bắp dài lời xin lỗi. Anh ấp úng cố gắng làm một lời lịch thiệp và bảnh bao bên các phụ nữ.
anh đã triển khai mọi trò quyến rũ của bộ trang phục chói lóa, nhưng cả lớp nhung lấp lánh, lớp mộ màu anh đào hay đồ kim hoàng mà anh trang suốt lòe lẹt không mang lại cho anh chút lợi lộc trung thực nào. Các bà tối hôm đó chỉ nhìn và mỉm cười đối với ông chủ nhà. Tôi hoài công nói rằng tôi là bạn của cậu, Bounty nói tiếp, nhưng không ai chịu nổi tôi trong hơn 2 phút. Đúng thật là tôi nhảy kém, nhưng cuối cùng tôi cũng là bạn của cậu. Tóm lại thấy tôi bị xua đuổi, không có lợi lộc cũng không có hy vọng. Tôi đi tìm nguồn an ủi không thay đổi. Cậu đã uống rượu, rượu ngon thế, cậu đã uống nhiều quá, đồ keo kiệt. Cậu là một tên nát rượu và là kẻ thô lỗ. Cậu khiến mình đỏ mặt vì cậu trước bọn gia nhân. Bông ti muốn phản đối, nhưng những lời nói của anh từ chối góp phần vào cơn giận của anh. Cơn say xâm chiếm anh ngã xuống chiếc ghế mà Esperan đã đặt anh ngồi. Ngày mai, anh thì thầm đe dọa. Phải, ngày mai, Esperan nói và không nhịn được cười. Lúc này một người hầu phòng đến gần Esperan và báo với chàng rằng một tu sĩ vừa vào và muốn nói chuyện với chàng. Một tu sĩ vào giờ này, một tu sĩ ăn xin có lẽ bị lôi cuốn vì những bữa ăn phía nổi bật. Không, đứa ăn, ông ấy không ăn xin gì cả, có lẽ là một người đi quyên tiền. Esperan tự nhủ rằng sau lạc thú, người ta hướng con tim về lòng từ bi nhiều hơn, và ta thấy ý nghĩ của ông ta là tài tình. Dù khá sớm, hãy cho ông ta vào. Ồ, thưa đức ông ta đã vào rồi, người hầu nói, và không đợi chúng tôi trả lời, ông ta hướng về khu giường như thể ông ta từng ở trong nhà này cả đời. Esperan xem lại hầu bao và đi đến gặp tu sĩ. Ông này là đối tượng của sự hiếu kỳ của phần lớn tôi tớ của Esperan, điềm tĩnh đi dạo trước sân giữa các bụi cây và những ngọn đèn tắt dần. Tầm dốc ông cao, chiếc mũ trùm rất kín, cử động va chạm của đôi vai giống như trớn chạy của một vài loài chim lớn khi chúng nhảy. Về vẻ nhìn chung thô lỗ và trang trọng ấy đã đập vào Esperan như một kỷ niệm thân thuộc. Cha dòng Genoveva, chàng kêu lên, cha Robert. Chính tội đây, tu sĩ nói, xin chào lãnh chúa Esperan. Xin chào đón cha thân mến, sự kiện may mắn nào đã đưa cha đến đây? Tôi đi qua, không lo có gì khác thường giữa đường đi từ Besson đến đường Cerise khoảng 3 giờ sáng. Tôi thích hơn, Esperan nói tiếp và mỉm cười, là cha cố ý đến vì tôi. Tôi cũng đến vì cậu, chắc chắn rồi. Và vì ông Crillon, ông ấy ở đây, tôi nghĩ vậy. Vâng, thưa cha, tôi đến để gặp ông ấy khi ra khỏi chỗ nhà vua. Nhà vua nói, người ta nói với tôi rằng cậu tổ chức vũ hội và đức ông hiệp sĩ cũng ở đấy. Esperan ra hiệu cho một trong những người hầu của chàng đi đánh thức ông De Crillon, trong khi thầy tu Genoveva nhìn Bounty với vẻ hiếu kỳ lạnh lùng, nằm trên ghế, làm cả ngàn khuynh hướng tuyệt vọng để tìm lại những ý tưởng và cặp dò của mình. Chàng Robert lên ngón tay chỉ anh. Phải, Esperan nói, đó là Bounty, một tên nát rượu kinh khiếp, thậm chí không nhận ra cha khi anh ta bị rượu làm cho u mê. Ồ, Bounty thì thào và kéo căng mắt mạ, anh tính nói vì lưỡi không hoạt động. Anh ta đã nhận ra tôi, tu sĩ điềm tĩnh nói, và xoay lưng anh ta để đến gặp Crillon đang hối hả đến. Cha Robert ở đây, hiệp sĩ tốt bụng kêu lên, phải thưa đức ông, người ta không mời tôi nhưng tôi tự mời mình. Nghe những lời với vẻ lạnh nhạt đặc biệt do nhân vật này phát ra, Crillon và Esperan trao đổi với nhau một cái nhìn rất ý nghĩa. Ông ấy có điều gì đó muốn nói với chúng ta. Chúng ta có nên đến ngồi trong văn phòng của tôi không? Esperan nói. Cha Robert ngăn chàng lại, chúng ta ở đây cũng tốt mà. Cha nói, hãy đóng cửa ở cuối phòng. Esperan thét lên với người của mình. Cả không gian bao gồm giữa các phòng khách và văn phòng này vẫn để tự do và quang vắng. Bounty ngáy trên ghế. Chúng ta xem nào, cha Robert. Rồi giọng nói, nôn nóng vào đề, hãy cho chúng tôi biết một chút về điều đã đưa cha đến đây. Nhưng, vị thích gặp các vị? Hẳn nhiên, nhưng sau đó thì sao? Phải, Esperan nhắc lời, dường như trên gương mặt của cha thân mến có một chút buồn rầu. Tôi buồn thật vậy, cha dòng Genovefan đáp, tranh thủ câu trả lời. Nguyên do, tôi ra khỏi điện lưu, nơi đó tôi đã thấy nhà vua rất tuyệt vọng. Rất tuyệt vọng, Esperan và Crillon cùng kêu lên một lượt. Hẳn rồi, các vị có tin rằng cuộc nổi loạn là nổi chiến ở Pháp là chút ít chuyện không? Ê, chúa tôi, Crillon nói, nổi chiến ở đâu? Lúc này thì ở vùng Champagne, thưa hiệp sĩ, ngày mai thì ở Lorraine, ngày mốt thì ở khắp nơi. Nhưng ai đã thổi bùng lên tên dòng Valois mới, tên nhà quê La Ramée? Hắn ta sắp làm lễ đăng quang ở Reims. Cha có điên không thưa cha? Hiệp sĩ kêu lên, bùng nổ khiến Bounty thức dậy.
La Rame đăng quang ở Reims. La Rame, Ponty gầm gừ và tìm thanh kiếm của anh bằng bàn tay cứng đờ. Làm ơn, cha hãy kể làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra, Esbern nói và thúc giục tu sĩ. Ông này cũng không đòi hỏi gì khác. La Rame hay tên giọng Valois như các chị muốn, cha đáp, đã trốn khỏi Paris. Hắn đã tìm được bên ngoài một nòng cốt để tập hợp và nữ quận công đã xây dựng cho hắn. Đến với toán quân này còn có những tên Tây Ban Nha do Philip đệ nhị cử đến. Rồi những kẻ bất bình ở Pháp không bao giờ thiếu hạng người này. Cả bọn khôn đó đã nhận ra hoặc giả vờ nhận ra ông hoàng mới. Và hắn ngay lập tức cho mình có quyền của một ông vua nước Pháp, đi đến Reims với đội quân của mình và cho rằng mình đăng quang ở đấy. Trời đất, còn nhà vua, Guillaume nói, sẽ có hai vua ở Pháp. Cha Robert điềm tĩnh nói tiếp, còn quân đội hoàng gia cũng sẽ có hai quân đội ở Pháp. Tôi nói gì đây, sẽ có ba đội quân, vì ông de Mayen luôn có đội quân của mình. Cuối cùng người ta sẽ làm điều gì đó, tôi hình dung như vậy, Guillaume nói tức tối. Làm gì? Tu sĩ hỏi với vẻ lạnh lùng không lay chuyển. Nhà vua không có ý kiến nào sao? Người ta khiến cho tôi tin điều đó sao? Nhà vua có một số ý cũng co đây, nhưng thiếu cách thực hiện thì sao? Chà, mặt khác, vụ đăng quang này có thể là dối trá. Không, cha Robert quả quyết nói. À, vậy thì khác, nếu cha đã chắc chắn, nhưng từ đâu mà cha nắm được tin đồn này? Kể cho các vị nghe thì rất dài, chỉ cần biết là tôi chắc chắn. Hãy kể đi quỷ thật, điều đó rất đáng công. Không, đó là một lời xưng tội bí mật. Cha Robert thẳng thốt nói, nhà vua có biết không? Hầu như biết, nhưng tôi không muốn khiến cho ông hoàng thân yêu buồn khổ. Ngài đã suy sụp quá mức rồi, và chuyện là ngài có lý, một đội quân ở Lorraine, một đội ở Picardy, một đội ở miền Nam, chẳng phải đủ để làm cạn kiệt nước Pháp sao? Vậy mà còn sắp có một đội quân nữa ở Champagne. Chưa tính rằng trong lúc này người ta sẽ chơi vài đoạn xấu xa ở Paris, nếu nhà vua động đậy, Esbern nói. Chính xác, tu sĩ nhanh nhảo nói. Các ngươi có hai người, hiệp sĩ kêu lên. Còn phải kể những cơ may phá sản và các vị không nói một lời về cách cứu nguy. Cụ nguy, Ponty thì thào ngồi hẳn dậy và chống gối để nâng cao trí thông minh lên hơn một bậc so với mức độ những làn khói đang hấp thu anh. Cố mà im đi, Grillon nói và nhìn xiên xiên anh. Hai người ta tống hết rượu mà người đã uống ra khỏi bụng người. Cha Robert, Esbern nói tiếp, không có mưu mẹo nào cho chúng ta sao? Sự thông thái của cha, nếu tôi không lầm, phải cung cấp nguồn lực cho cha. Sự thông thái, thu sĩ trả lời, hãy nói thế này, hãy phá hủy nguyên nhân và con sẽ hủy được hiệu quả. Dĩ nhiên một vụ đẹp đẽ, người ta biết rõ mà, Grillon trả lời, hủy hoại La Rame sẽ không còn nội chiến nữa. Nhưng làm sao hủy hoại hắn? Khó đây. Cha Robert nói từng chữ mà không biểu lộ cảm xúc nào. Hắn ở trong doanh trại được phòng thủ kỹ, được canh gác kỹ giữa một đội quân, có nghĩa là hai hoặc ba trung đoàn phải liên minh. Grillon giận dữ tàn phá bộ ria mà không tìm được gì. Người ta sẽ không cho chúng ta 200 người, tu sĩ nói, mà mặt khác dù người ta có cho các vị, bọn phản loạn không chờ các vị, chúng sẽ nép mình trước các vị cho đến khi chúng đủ lớn để chấp nhận trận chiến. Và rồi sau đó là chiến đấu, nội chiến, cha Robert lạnh lùng nói, đã chính xác là điều cần phải tránh. Ông có muốn tình cờ phá hủy một đội quân mà không cần chiến đấu không? Grillon nhạo báng hỏi, có. Tôi muốn thế, tu sĩ trả lời và gắn chặt cái nhìn thấm thía lên người chiến binh. Esbern hiểu rằng thầy tu dòng Genoveva đã có ý kiến sẵn sàng và tập trung mọi sự chú ý để đoán ra. Nếu người ta khổng lồ, Grillon nói tiếp, người ta sẽ ăn tươi nuốt sống hoặc chà đạp những tên lùn đó, nhưng chúng ta không còn ở thời đại thần kỳ nữa. Ông cũng khổng lồ như những anh hùng của Homer, thầy tu Genoveva nói, và mọi điều họ đã làm, ông đều có thể làm. Cho tin vậy à? Grillon hiền lành hỏi, hiệp sĩ, trong suốt sự nghiệp anh hùng của ông thường làm nhiều hơn điều vào một doanh trại để đánh cắp ngựa, những con ngựa của Regis. Esbern nói, tôi đã học điều đó từ hồi còn trẻ. Grillon nói, phải, Ulysses và Diomedes ở giữa cả một đội quân thật sức đẹp nhưng khó lắm. Một người thì dễ giữ quý bạn hơn ba con ngựa phải mang đi. Tu sĩ điềm tĩnh nói, tôi hiểu. Esbern kêu lên, phải đi đập dở đầu tên bất lương này ngay giữa quân đội của hắn và nội chiến sẽ chấm dứt. Đúng vậy, Grillon nói đơn giản. Đúng vậy, tu sĩ Genoveva đáp. Chỉ là giết hắn thì chưa đủ. Sao thế? Cha muốn thêm vào điều gì nữa? Tôi thích hơn để quốc gia được an ninh, tên tím quyền bị đưa ra trước các quan tòa và bị xét xử công khai, kết án công khai.
và xử quyết rất tốt. Rồi ông nói, rất đúng, tôi sẽ mang tên là Diomed, tôi là Ulis. Esperan nói, tu sĩ đứng dậy, tôi có thể nếu các vị đồng ý giúp đỡ các vị một việc rất quan trọng. Cha nói, tôi sẽ giúp các vị đến giữa lòng đội quân mà chúng ta đang nói đến. Làm thế nào được thế? Rizong và Esperan hỏi. Lúc nãy tôi có ở tu viện ba sĩ quan Tây Ban Nha được trang bị dấu thông hành tốt và những lời dặn dò dành cho ông hoàng mới. Những người tử tế này từ Angolan đến, họ sẽ đến Sampan. Họ đã tiết lộ một chút với cha tu viện trưởng Domodes của chúng tôi. Vốn là, như các vị biết, là sự sáng suốt. Chút ít chi tiết mà họ để lại cho thấy đủ để đoán được hết. Đức cha đã cử tôi đến Paris ngay lập tức để cảnh báo đức vua. Nhưng tôi tìm thấy hoàng thượng vô cùng nản chí, nên tôi không có sức cho ngài biết toàn bộ nỗi bất hạnh của mình. Tôi hy vọng sẽ trui rèn lại cho mình bên cạnh các vị, và Chúa đã khiến cho tôi thành công. Trời đất, tôi tin vậy, nhưng bọn cướp Tây Ban Nha đó sẽ không chờ cha, và trong khi cha ở đây, đằng kia chúng sẽ đến xứ đó. Họ sẽ chờ tôi. Tu sĩ điềm tĩnh đó. Làm thế nào mà cha chắc chắn như thế? Tôi đã cho nho họ lại. Các kiếm sĩ, họ sẽ đẩy cửa. Tôi đã cho tước hết kiếm của họ. Họ sẽ nhảy mất cửa sổ, mang đi hết giấy tờ của họ. Tôi đã cẩn thận cho người lấy hết quần áo của họ. Đó là những người rất khiêm tốn, những người Tây Ban Nha đó. Họ không muốn chạy ngoài đồng mà ở trần trùng trục. Rồi dòng phá lên cười và ôm hôn cha Robert bằng hết cả sức mình. Trời đất, ông nói, cha không phải là một tu sĩ, cha là thánh Michel thật sự. Vậy thì chúng ta đi thôi. Esmeralda kêu lên, chúng ta đi thôi, hiệp sĩ nói, nắm cánh tay của tu sĩ. Bỗng thứ gì đó chặn đường họ, phong ti dấp giáp mà họ đã quên, đang nói với họ. Tôi theo với quỷ thần ơi. À, là cậu tên khốn, Esmeralda nói, ngủ đi, dướng dứa thềm. Rồi dòng nói, nhưng tôi đã hiểu, phong ti ấp uống. Người ta sẽ đánh nhau, tôi theo với. Chúng tôi không mang theo đồ nát rượu. Một tên nát rượu là kẻ thù. Cút đi, và bởi vì cậu đã hiểu điều quan trọng mà chúng tôi đã dự tính. Đó là hình phạt có thể cho cậu sửa chữa mãi mãi. Esperan. Bông ti ấp úng và tìm cách bám lấy bạn mình. Đi ngủ đi, mình nói với cậu đi. Chúng tôi lên ngựa, còn cậu đứng không vững trên đôi chân của mình nữa kìa. Thật vậy, vừa kìm cách thoát ra. Chàng trai đã khiến tên nát rượu lăn cù xuyên qua căn phòng. Phong ty thốt ra những tiếng kêu đau đớn và tìm cách chấp tay để gian sinh. Tôi đã cấm cậu, Esperan nghiêm nghị nói, không bao giờ uống đến mức mất lý trí. Cậu đã thề với tôi, cậu đã sai lời thề, Chúa sẽ trừng phạt cậu. Phong ty khóc nức nở đáng thương hại, bị cơn say chế ngự, anh nằm dài không cử động được chút nào. Tên bất lương này có lòng, cười giọng nói, nhưng cậu ta sai như một anh thợ cài buộc gôn. Lát nữa anh ta sẽ ngủ lại, chúng ta hãy để mặc anh ta, chúng ta lên đường thôi. Esperan và tu sĩ nhanh chóng ra ngoài và hướng về chuồng ngựa. Chính họ giúp những người hầu thắng yên cương ngựa. Esperan xoa dịu mấy con chó, khi chúng thấy chuẩn bị đi, hét lên vui mừng để người ta đừng quên chúng. Đẹp lắm Cypris, đẹp lắm Rusto, chàng trai nói. Các bạn ngựa của chúng mày ra đi, nhưng đến một cuộc đi săn mà các chú chó là vô ích. Đẹp lắm, hãy ở lại với xiềng xích. Chúng ta sẽ nói chuyện đi săn khi ta trở về. Chàng giúp gian con hưu cái trong lều thì thầm thật khẽ tên của người đã gửi nó cho chàng, và nhảy lên yên ngay khi người ta đưa ngựa của chàng đến. Vài phút sau, ba kỵ sĩ dẫn đầu là thầy tu Genoveva lên đường đi Berson. Esperan đã ném một chiếc áo choàng màu sẫm lên áo dài và mũ trùm tu sĩ. Ông này cải trang như thế không còn dáng vẻ tu sĩ. Ngựa của ông chắc thấy điều đó. Tuy nhiên Ponti bám ngón tay đằng sau bàn đã đứng dậy thành công. Mọi thứ quay cuồng trong đầu anh. Đó là một vòng tròn đáng sợ của những chiếc ly, những mâm bạc và những chiếc lọ vàng. Lý trí kích động của anh biến thành sự kinh tởm và lố bịch của tình cảnh này. Khốn nạn, anh thì thào và tìm cách đứng vững. Mi sai rượu, mi run rẩy, mi quay cuồng. Và anh đánh vào mặt. Đồ hèn, mi bị sỉ nhục. Người ta đi đánh nhau còn mi thì không. Mi làm cho bạn bè ghê tởm. Này đồ hèn, này đồ nát rượu, này kẻ đam mê tủ sắc vô luân. Và anh kèm theo mỗi tính từ bằng một cú đâm giận dữ. Những người hầu nắp trong góc các cửa nhìn anh pha trộn khiếp sợ và kính nể. Nếu ông ta gặp một con dao trên bàn, họ nghĩ ông ta sẽ thể tự sát. Nhưng vì cứ đấm mình, bông ti đã làm mặt anh chảy máu. Anh là chao đảo, nhưng bàn tay bám chặt hơn nữa, co quắp vào cạnh bàn. Anh đứng dậy, anh sung sướng nhìn máu chảy khiến cơn say bỏ trốn. Nước, anh nói giọng đáng sợ, nước cho tên bông ti khốn nạn.
người ta đưa cho anh một chiếc bình mà anh hao háo uống, không phải không đổ một nửa trên ria và trên ngực. Tốt lắm, mình khỏe lại rồi. Họ đã ra đi, vậy thì mình cũng đi. Chỗ một con ngựa, anh hướng về và vẽ những đường cong lang bang về chuồng ngựa mà người ta cố đóng lại với anh. Những cơn giận của anh đã đập vỡ mọi chướng ngại. Người ta buộc phải thắng yên một con ngựa để cho anh hài lòng. Chỉ là người ta hy vọng anh sẽ không bao giờ lên ngựa được. Những ý chí đáng sợ của con người đã ra lệnh cho vật chất nổi loạn. 10 lần anh cố gắng, 10 lần ngã xuống, khóc vì tức giận, sai vì tuyệt vọng. Anh cầm kiếm lên tay và nói với những người hầu đang cuống cuồng. Đồ bất lương, anh nói, nếu bọn bay không giúp ta, ta sẽ thảm sát ở đây. Làm ơn các bạn tốt, tôi gian các bạn đấy. Những người hầu mũi lòng vì họ yêu mến con người tử tế này và không nghiêm khắc với tật say rượu như chủ nhân của họ, nên đến gần và thuyết phục Bông Ti đừng cố gắng vô ích. Ông sẽ không bao giờ tìm được quý ông đó. Tổng quản gia nói với anh, họ đã đi mà không nói mục đích của chuyến đi, và họ đã đi xa. Hãy ở lại thưa ông, hãy ở lại, chúng tôi sẽ chăm sóc ông. Bông Ti sức mất can đảm với trở ngại mới này đang dựng lên trước anh, nhưng với tiếng sủa tái diễn lớn hơn bao giờ hết. Bầy chó, anh kêu lên, ôi Siprit của ta, ôi Risto của ta, chúng biết cách tìm lại Esperan, hãy thả chúng ra, thả chúng ra, ta sẽ theo chúng. Ngay lập tức anh phóng lên yên, mấy con chó được thả nhảy chồm lên, vui điên cuồng, đến mõm ngựa, bạn chúng, và ngay khi những cánh cửa được mở, chúng lại ra sụt mũi theo dấu vết mà không bao lâu chúng đã nhận ra. Bông Ti hạ bàn tay trái, bám bàn tay phải vào chiếc ngù để không ngã xuống, và con ngựa khẩn trương lao trong hơi lạnh của cơn gió buốt giá vào buổi sáng.